Thưa quý vị, mới đây, Tổ chức Y tế Thế giới WHO công bố COVID-19 không còn là tình trạng khẩn cấp về y tế toàn cầu. Tuy nhiên, ở nước ta, một tháng trở lại đây, số ca mắc COVID-19 lại tăng cao trở lại. Trong bối cảnh đó, các biện pháp phòng chống COVID-19 trong tình hình mới vẫn cần được tiếp tục thực hiện, không lơ là, chủ quan. Theo thống kê của Bộ Y tế, trong 7 ngày gần đây, cả nước đã ghi nhận hơn 15.600 ca mắc COVID-19, trung bình khoảng 2.200 ca một ngày. Việc WHO tuyên bố chấm dứt tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng của COVID-19 trên toàn cầu không có nghĩa là COVID bớt nguy hiểm hơn. Thực tế, số ca mắc hiện vẫn tăng cao, vì vậy các biện pháp phòng chống dịch cần thực hiện thường xuyên. Mặc dù cúm mùa có những điểm tương đồng với COVID-19, nhưng COVID-19 không xuất hiện theo mùa, đây vẫn là căn bệnh mới. Chúng tôi khuyến nghị Việt Nam vẫn tiếp tục tăng cường các mũi nhắc lại trong nhóm có nguy cơ cao, tăng cường giám sát, theo dõi các bệnh lý liên quan hô hấp và báo cáo dữ liệu về WHO, giám sát có trọng điểm, chặt chẽ với sự xuất hiện các biến thể mới. Để chủ động phòng chống COVID-19 trong tình hình mới, ngành y tế Đà Nẵng và các đơn vị địa phương đã triển khai các biện pháp phòng chống COVID-19, kết hợp các bệnh truyền nhiễm khác. Các cơ sở y tế đã chủ động thực hiện đồng bộ việc phòng chống dịch trong hoạt động khám chữa bệnh, đặc biệt lưu ý công tác tiếp nhận điều trị bệnh nhân COVID-19, nhất là nhóm có nguy cơ cao bệnh nền. Nếu mà có phát hiện bệnh nhiễm SARS-CoV-2, tùy theo mức độ, chúng tôi sẽ có tư vấn hướng dẫn người bệnh có thể là điều trị tại nhà nơi cư trú. Còn những cái trường hợp cần can thiệp sâu, nặng, yếu tố nguy cơ cao thì chúng tôi sẽ chuyển hội chẩn và chúng tôi sẽ chuyển lên tuyến trên. Từ diễn biến thực tế và khuyến cáo của các chuyên gia, có thể thấy COVID-19 vẫn đang là bệnh khó lường, khó dự báo. Vì thế, người dân vẫn cần duy trì 2K là khẩu trang, khử khuẩn cùng với thuốc điều trị, công nghệ và nâng cao ý thức trong phòng chống COVID-19. Đặc biệt, cần chủ động đăng ký tiêm vaccine phòng COVID-19 tăng cường để phòng bệnh.